Mẹ đi xỉa nghe mà đi về mà chị. Càng vô trong nó càng to mà nó càng đẹp nha. Đúng rồi, nó hơi vết. Cái gì nó xỉa vô trong. Đây mới lát đầu, lát mới vô trong thôi. Còn ướp dễ nữa. Để bữa làm cái gì thì được tới xỉa luôn. Chị sơ sơ là máy tắm nè. Ui trời ơi vâng. Kinh điển luôn. Cái hàng này không chơi cho hàng gì nữa chị. Lấy được hai tấm này. Cẩm gì vậy trời. Màu này không biết đẹp không. Cẩm chết người. Lấy vài lát rồi. Này. Màu đúng tươi luôn rồi. Mới xỉ đẹp ghê. Mới phèo nè.